Mở khẩu trang. Nhiều ghê vậy mà. Nhiều mà, nãy em rửa mặt phải thấy biết rồi. Mà chị hả, chị lo là cái là ai nói biết rồi mà ai nói thì thật đã biết rồi. Họ đã không thích đó, nhiều người họ không thích đó, ai mà thích đưa cái mặt họ. Như bữa hôm qua con bé nó quay, con bé nó kêu em chị không có quay cái miệng cái mặt em đâu, chị quay mụn zoom lên là không thấy cái mặt em nữa rồi. Họ không biết. Trời. Siêu lì. Khách vô rồi. Mới vô thêm người nữa hả? Sợ chị ha. Thằng ấy nè. Cũng cãi trái trơn. Chết mấy con viêm viêm nữa. Để rồi bữa sau nặng tiếp. Mụn ống đãi. Cái như ống trầu. Đó là thôi nặng nha.
Đứa này chắc khó quay này. Đem chị thôi. Trưởng toàn toàn dưới đây nè. Thank you.
trời. Ừ.